Chào mừng quý vị đến với Postcom. Trong video này chúng tôi ra mắt với quý vị và các bạn mẫu chậu tròn tứ bửu của Đồng Nai. Với mẫu chậu tròn tứ bửu như quý vị đang nhìn thấy thì hoa văn ở các mặt là bốn bảo bối của Bát Tiên. Với hoa văn rất là sắc nét và nổi bật trên nền chậu màu vàng, khiến cho chậu có một chút gì đấy cảm giác như cổ kính giả cổ mà cũng rất là đẹp, sắc nét. Chiếc chậu của chúng tôi có kích thước phủ bì là 48 x 30, kích thước lọt lòng 41 x 29, với giá bán là 1 triệu 100 nghìn đồng một chiếc. Vâng, chúng tôi xin phép được nhắc lại, kích thước phủ bì của chậu là 48 x 30, kích thước lọt lòng là 41 x 29, với giá bán là 1 triệu 100 nghìn đồng một chiếc. Quý vị quan tâm vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin Zalo về cho chúng tôi theo số điện thoại 0966061033 hoặc vào fanpage của chúng tôi là Gốm và Bonsai Postcom. Hãy ủng hộ kênh cho chúng tôi bằng cách like, chia sẻ, đăng ký để kênh của chúng tôi ngày càng lớn mạnh, và hãy liên hệ với chúng tôi để được nhân viên của chúng tôi tư vấn tới quý vị và các bạn thêm nhiều mẫu chậu, mẫu đơn mới của Postcom. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành, luôn ủng hộ chúng tôi. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi. Và chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau. Xin chào.